Trên tay mình là cái nón ROG 08 Plus Full Face 2 kính, phiên bản được cải tiến hoàn toàn mới với cái đuôi gió là được tích hợp sẵn luôn nha các bạn. Nón này thì mình đã đợi nó rất là lâu rồi. Khi lên sóng mình cũng lo là các bạn sẽ hỏi tới cái nón ROG 11 Pro. Nón ROG 11 Pro thì nó sẽ có hàng sao nha. Tại vì cái đó nó đang ưu tiên cho cái lô hàng xuất khẩu. Còn nón ROG 08 này nó cũng rất là tuyệt vời luôn nè. Đuôi gió thì hãng làm sẵn cho nên nhìn nó rất là liền lạc và gần như là nó nhìn nó ngầu nhất trong phân khúc này luôn. Giá bán lẻ nó là 1,2 triệu cái kính nè. Bằng mình sẽ đóng sức quan sát thế nào. Đó. Nó rất là kín kẽ luôn nha. Đóng xuống là mình thấy có một cái lượng không khí đẩy ra bên ngoài. Lột cái siêu luôn cho các bạn coi ha. Và kính ở bên trong là kính màu đen như thế này. Che rất là sâu nha các bạn. Cái này mình đang đội là size L. Hiện tại nó cũng chỉ có size L thôi. Nó sẽ vừa cho vòng đầu 56-57cm. Kính bên ngoài nó sẽ có cái ngàm gài kính. Khi mình kéo xuống nè, gài xuống một cái thì nó sẽ chắc chắn và khi mở lên cầm đẩy mạnh lên là được nha. Kính bên trong thì gạt nó rất là gọn gàng. Cái ngàm kính bên ngoài thì kéo lên kéo xuống nó mượt mà lắm. Và đợt này là cái chốt kính đó, họ gia cố thêm bên ngoài thêm một cái con ốc nữa cho nên nó cực kỳ chắc chắn luôn. Những cái chi tiết như là thoát thông gió họ cũng làm rất là chính xác, nó cải thiện hơn hồi trước rất là nhiều. Chuẩn an toàn thì này là đạt chuẩn DOT nha các bạn. Và nhà máy có test theo tiêu chuẩn DOT luôn. Còn có gửi qua bên kia test không thì mình không biết. Tại vì họ có đầu tư một cái phòng test theo tiêu chuẩn quốc tế hết. Họ hiện tại là có xuất khẩu vào Ấn Độ, vào Malaysia, Indo, cho nên phải đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế. Cái này là mình dán tem decal lên thôi và thay thêm cái kính màu đen. Cái tem này tem sắt Lorenzo, dán lên nhìn nó cũng rất là ngầu, rất là đẹp, rất là hợp với nón này luôn á. Bạn nào mà thích ngầu thì chơi thêm kính đen này. Nói chung là cái nón này thì hồi xưa giờ bên mình làm quá nhiều rồi. Nó từ cái phiên bản mà Yuhi 981 á, cái phiên bản kia thì giá nó cao quá. Cái này giá nó chỉ có 1,2 triệu thôi, dán thêm cái tem thêm 180 và nếu mua thêm kính cũng có 100 mấy nghìn nè. Tính ra là nó còn rẻ hơn mua cái nón nguyên bản của Yuhi 981. Cái độ hoàn thiện của nón này nó không thể nào tốt một cách chỉnh chu bằng được. Nhưng mà hiện tại phiên bản này á, thì mình thấy nó giống như là 9-10 rồi. Và các bạn muốn ok hơn á, thì mua nón này, mua thêm cái kính của Yuhi á. Nói gì thì nói thì hãng Yuhi họ thâm niên lâu rồi và đầu tư công nghệ họ tốt hơn nhiều. Kinh nghiệm sản xuất họ cũng nhiều hơn. Riêng về khoảng kính á, thì họ làm nó nét hơn. Khối lượng nón này mình có cân thực tế thử thì khoảng 1550g tới 1560g. Size L nha các bạn. Cái cảm giác đội thì hãng đã tinh chỉnh, nó dễ chịu lắm các bạn. Nó không có ôm mà gây khó chịu, nhất là mình mập nè. Hai cái má này nó rất là vuông, rất là cao. Nhưng mà khi đội vào á, mình cảm giác nó còn dễ chịu hơn những con lợi sai nữa. Do chỗ cái phần mút này nè, họ làm mềm. Nó không có mềm quá đáng đâu. Nó đủ mềm chỉ để dễ chịu cho người đội mà vẫn giữ được cái độ ôm. Nó không có bị rung lắc khi mà mình lắc gì nè. Thì nó vẫn giữ được cái sự ổn định. Và cái vải này nè, nó mịn nha. Nó thấy nó gì á chứ nó rất là mịn, mình đội vô đội ra nó không có bị rát cái mặt. Cho dù các bạn không có sử dụng cái khăn trùm ninja đi chăng nữa thì nó không gây khó chịu cho cái da mặt của mình. Nhưng mà tất nhiên tốt nhất các bạn nên dùng cái khăn ninja. Cái miếng nhựa chỗ che mũi thì mình thấy họ làm vẫn chưa chỉnh chu nha. Nó chưa có cắt gọt chỗ này nhìn cho nó hoàn hảo được. Nói chung thì tầm giá 1,2 triệu, mình đánh giá nón này quá tốt rồi. Hôm nay nhiều bạn hỏi, nhiều bạn đợi cái nón này lắm. Giờ có hàng thực tế rồi nè. Mình đội lên sao là mình sẽ để trang vậy, không có bóp méo, không có làm gì đâu. Cho nên bạn nhìn cái hình ảnh mà mình đội á, thì bạn có thể tưởng tượng cách vô cùng trực quan luôn. Quay bằng camera của máy ảnh, cho nên hình ảnh nó sẽ trung thực lắm. Thật sự tính ra là giá nó này rẻ nha. Trước đó là 1,160,000 nhưng mà không có đuôi gió này. Đợt này là cải tiến quá trời luôn. Vừa có đuôi gió, ngàm kính thì chắc hơn, có ron viền này, lót thì êm hơn. Cái khóa này thì khóa Marolock cũng chắc chắn hơn, nó xịn hơn. Nói chung là mọi thứ đều nâng cấp hơn. Mà giá tăng thêm chỉ có 40,000 thôi. Quá rẻ cho một cuộc tình. ROG 08 chuẩn DOT và được bảo hành tới 3 năm tại shop Happy Đằng. Hiện tại thì nó chỉ có hàng tại cơ sở Happy Tân Phú thôi. Những cửa hàng ở quận 7, quận 8, Thủ Đức hay là ở Bình Dương hay Cần Thơ, các bạn liên hệ trước đi rồi mình sẽ điều hàng về. Hiện tại bên đây nè, giao chỉ toàn size L thôi, chỉ vừa cho vòng đầu khoảng từ 56-57. Bạn nào mặc kỳ gầy 58 thì đội vẫn vừa nha. Rồi, cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.